Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, mình quay bà con xem về cái tình hình mà xử lý thành công cái bệnh phấn trắng, sắn đọt và tóp trái mềm trái với lở cổ rễ chết nhanh ở Ca Bang, Ca Tun, huyện Ca Tun, Ca Bang, An Khê, Gia Lai. Thì với cái vườn này của chị Nguyễn Thị Hồng với trồng với 300 gốc, thì ban đầu trái của chị là nó bị héo vào lúc 12 giờ 1 giờ chiều. Đó là xử lý trong vòng gần 1 tháng là cái vườn của chị nó đã thành công. Và sau khi kiểm tra, mặc dù cái clip này mình quay ban đêm, nói chung là cũng rất là phiền với nông dân, nhưng mà bên kỹ thuật đi thời gian nó có hạn, đi rất nhiều nơi nên vì một số sự cố nên đến vườn của nông dân nó không có kịp. Thì qua clip này á, thì bên cái tay cây mũ lắc quay thực tế cho bà con xem. Và cái thứ hai nữa là kiểm tra vườn sau khi xử lý thành công cái tình hình mà sắn đọt, phấn trắng ở trên trái, mềm trái. Thì cái clip này mình quay vào ban đêm nó không có rõ cho bà con xem, nhưng cái clip này mình sẽ quay cho bà con xem được cái quá trình mà để xử lý một cái bệnh nó thành công như thế nào và hiệu quả như thế nào, để cho bà con thấy được và đặt niềm tin vào bên trái cây theo mùa Đắk Lắk. Thì với clip bà con xem, quay lại xem clip cách đây khoảng cỡ gần một tháng, thì cái vườn của chị Nguyễn Thị Hồng có bị hiện trạng nó là lở cổ rễ, tóp trái vào 12 giờ, uống nước rất là nhiều và bị phấn trắng. Thì cái đó mình có quay, thì bà con xem lại clip của ban đầu. Thì còn với clip này á, thì mình quay cho bà con xem về cái tình hình kiểm tra. Thì đây là mình đi soi từng gốc với 300 gốc, thì bên trái cây thương mẫu đắt có quay lại hết tất cả. Kiểm tra ngọn thì trái rất là xanh xao và đều và đẹp. Nhưng vẫn tiếc một điều rằng là chị Nguyễn Thị Hồng vẫn tiếc là ở cái giá thành. Hiện tại giá thành nó cũng hơi rẻ so với bà con nông dân ở huyện Ca Bang, An Khê, Gia Lai. Thì một lần nữa thì bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video bên trái cây thương mẫu Đắk Lắk, luôn luôn cập nhật những video thực tế cho bà con nông dân xem và tìm hiểu. Thì cái việc kiểm tra vườn này á, thì nó cũng mang lại hiệu quả rất là cao đối với bà con nông dân. Cái thứ nhất là trên da chúng ta ban đêm có thể bị một số con bọ xích, bọ trĩ nó chích hút. Cái thứ hai nữa là có bị ảnh hưởng của côn trùng chích hút hay không, đó là vào ban đêm. Thì qua clip này á, mình cũng khuyên bà con rằng trên da chúng ta khi mà chớm bệnh á, thì bà con nên chúng ta phòng bệnh sớm đi, đừng để tránh tình trạng mà khi đã bệnh rồi bà con chúng ta mới phòng á, thì nói chung nó cũng rất là muộn màng. Nói chung là nó tình hình khắc phục thì chi phí chúng ta rất là cao so với ban đầu, khi mà vừa chống bệnh bà con khắc phục á, thì nó rất là hiệu quả. Thì qua clip này thì bà con cũng xem và đưa ra một cái quan niệm của mình khi chăm sóc cái chanh dây. Thì với clip này mình cho anh bà chị Nguyễn Thị Hồng á, là phòng bệnh với thuốc gốc đồng, đó là gốc đồng, và cái thứ hai nữa là phòng bệnh đào kênh mương, thứ hai là phun thuốc bóng trái đẹp trái chống rụng trái ở trên cây chanh dây. Thì clip này mình quay cũng vào ban đêm, nó không rõ như mình nói ở trước á. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này. Thì nó mới đâm ra coi như trời đã được tới cái này là nó ra tim trời này. Mấy trai bị da trùng đen này rồi. Còn mấy bị chấm chấm này thì gì vậy? Cái đồng nó vô anh à. Cái đồng nó vô nó. Tác dụng phụ nó không sao đâu. Lá nó vẫn bình thường, lá dày cứng. Do cái đồng anh bữa trước cho anh đồng mạnh quá nên nó phòng á, nó có tác dụng đó, nó trị. Mà cái đồng đó là tứ gốc mà có phun nữa mà, phun là đó là cái trôi thuốc bệnh đấy. Ừ, cũng phun mà anh nhớ có hai chai đồng có nhỏ phun không? Ừ. Cái đồng đó nó không có hai chai cao cao dài là coi như bốn lá đâm có một chai gì thuốc bệnh đấy, còn một chai thuốc bệnh với kèm một gói gói xanh đó, gói xanh đó là coi như gói kèm theo ấy. Nói chung ngọn ra là vậy là ok, anh đừng có lo, còn cái lá già nó có sao cũng kệ nó. Rồi đi lên trên đây. Cái này là ngắt cái đọt được rồi nha. Cái này thôi, không cần dài hơn nữa đâu. Dài hơn nữa, cái này xuống tới dưới đất rồi, bánh bệnh lên không được. Điều dây cho chạy bớt qua bên đây nè. Điều dây mà giờ nó dính tùm quá. Tỉ bớt đi, cái này không có lá, trái bỏ như cái này nè, cái này tỉa đi. Đó, như cái đó tỉa bỏ bớt đi. Cái đó nó bông tỉa đi. Đó, cái này không có mai mai rảnh làm bớt đi để nó nuôi trái chứ. Tía... Như cái nhánh này có không kịp cái này có gì đâu anh, không tỉa đi, còn con trái chắc ngày nay đi em đi. Cái đó đi để chi? Cắt cái dưới đi, cắt cái dưới đi anh. Có bông thì để, không có bông thì cắt đi. Có bông để. Nó ra đọt dài lắm. Rồi rồi. Bông này giờ 4 5 cái. Thôi, hứa này chuẩn bị 4 5 cái nữa. Chuẩn bị mua xe hơi rồi đó. Chuẩn bị mua xe hơi nha. Chuẩn bị mua xe hơi nha. Cái cành này cắt bỏ nè.
Bỏ thì không có thì rồi nói chung mà bọn em kiểm tra vậy là yên tâm rồi, mai vô em chỉ mấy cái làm nữa là cứ từng tháng thu phòng phòng ra là ok. Lên Buôn Hồ bán, lên Đắk Lắk bán nhiều không? Gom gom được nhiều xe chạy mấy tấn mấy tấn, 30 tấn công xuống ra liền á. Thôi đó. Đây làm gì đó. Đẹp quá nè, lên khúc trên đầu nữa ok. Cột lên anh, cột mấy cái này lên anh cho bò anh. Để xuống dưới nó bò chậm lắm. Để là quăng lại mấy cái này anh nè. Đây nè.